Rừng chim trên nắng, chim tung cánh hót vang bầu trời, chim yêu người yêu quê hương. Ôi thương quá tiếng chim Việt Nam, ôi yêu quá tiếng chim Việt Nam, tăng tăng tăng. Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách chọn chim. Có rất là nhiều cách để chọn chim phù hợp với sở thích của bạn. Ví dụ như bạn muốn nuôi chim nói, bạn phải lựa chim con, chọn chim con còn há miệng, càng non càng tốt. Bạn muốn nghe chim hót, bạn phải lựa chim già rừng, càng già càng tốt. Bạn muốn nuôi chim sinh sản, bạn phải lựa đúng trống và mái. Bạn muốn thả một lồng AV bự, bạn phải lựa những con chim có màu sắc đẹp. Làm thế nào để mình lựa được những con chim hay để nghe hót? Cái đó là cái vấn đề các bạn. Có rất là nhiều bạn, giá cả thì nó giống nhau. Nếu bây giờ bạn ra chợ chim, ra tiệm chim, nó đều một giá ở một cái lồng chứa rất là nhiều con. Ví dụ như con trà màu đi, 100 con, 1000 con. Nhưng làm sao để mình lựa được một con chim hay trong khi đó giá nó giống nhau? Hay là con chim tiểu mi, làm sao mình biết được những con chim tiểu mi nào là nó da rừng là hay để mình lựa một con, trong khi những cái học tiểu mi chi chít đó. Các bạn ra chợ chim, tiệm chim, chim tiểu mi thì nó ít nhất chung như trà màu, mà sẽ tách ra từng cái học, mỗi một con ở một cái học, một cái ô. Làm sao để mình biết được con nào hay, con nào da rừng? Lúc mới về là nó chưa hot các bạn đó. Lúc các bạn mua chim bổi, thường con tiểu mi nó rất là ít hót. Nhưng quá trình bạn về nuôi nó lại nhanh hót. Nó hay vậy đó các bạn. Đấy, quá trình vận chuyển từ rừng về tới nhà, rồi là di chuyển từ cái tiệm này sang tiệm kia, rồi từ chợ này qua chợ kia, là làm nó sợ. Nó ít hót ở những cái học. Nhưng các bạn về nhà nuôi nó rất là nhanh hót nếu bạn lựa đúng chim và chăm sóc đúng cách. Những cái dòng tiểu mi này này các bạn, nó hót cực kỳ hay. Mà làm sao để bạn lựa được những con già rừng, càng già nó càng hay. Nhưng mà có một cái như các bạn, chim già rừng nó luôn có một cái nhược điểm là nhát. Hay thì cực hay, nhưng mà nhát cũng siêu nhát. Các bạn đó, cái gì nó cũng có hai mặt các bạn. Nhưng mà nhát thì mình thuần được, còn chim dở bạn nuôi chán lắm. Chẳng thà là bạn chọn cách thuần những con chim nhát để có những con chim hay, còn hơn là bạn nuôi những con chim dạn nhưng mà nó dở, đúng không bạn? Trở lại các bạn, tại mình đã thích cái giọng hót tiểu mi thì mình lựa phải đúng già rừng. Làm sao để biết con tiểu mi già rừng? Con tiểu mi rất là khó nha các bạn. Trống mái nó cũng khó phân biệt nữa, nhưng mình đã ra video cách phân biệt trống mái đơn giản chính xác. Còn cái cách để chọn con mi già rừng ít ai nói cho bạn biết lắm. Các bạn, cách này nếu bạn áp dụng vào, bạn sẽ có những con tiểu mi cực hay. Tại cái dòng tiểu mi này thuần nó cũng dễ thôi các bạn, nó không có nhát như dòng than hay là dòng hỏa mi. Dòng này lúc mới đầu các bạn chỉ cần làm đúng đủ là ok, nhanh lắm. Và có rất là nhiều dòng chim hót mình không nuôi được chim bổi đó các bạn. Không phải là con nào cũng phải lựa bổi già rừng để nuôi đâu. Như cái dòng này bạn nuôi bổi rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó dễ tuyết đầu, thứ hai là nó lâu hót hơn là các bạn nuôi con lên. Đây các bạn, dòng què đất, nếu các bạn nuôi bổi nó lâu hót hơn là các bạn nuôi con lên. Các bạn nuôi con lên chừng 6 tháng là bắt đầu nó đi gió rồi, mà nó dạn nữa. Mình giơ tay nó cứ há miệng rồi cắn nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ thương. Còn nếu các bạn nuôi bổi á, các bạn lại cái lồng nó nhảy bù 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 tối ngày vậy. Tại là nó nhát, nó nhảy tối ngày nên nó lâu hót. Nếu các bạn để ở một cái không gian yên tĩnh á, vắng người, nó vẫn hót nha các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi là con què đất bổi này, con què đất này nuôi chim bổi nó không hót. Không phải đâu các bạn, con nào nó cũng hót. Ở trong rừng là nó hót hết rồi, qua quá trình về nhà mình nuôi, làm sao để nó đừng có sợ mình,
làm sao để nó nhận ra những người bạn của nó sẽ hot. Nhưng con chuè đất bội này thì nó hơi lâu nha các bạn, tại cái dòng chuè đất này nó cực nhát. Còn tiểu mi thì nó dễ hơn, tiểu mi bạn về chăm sóc kỹ khoảng chừng tháng là nó hot rồi. Dạng nè các bạn, mỗi một con nó có một cái cách chọn lựa nó khác nhau, không phải con nào cũng giống con nào. Bạn nào đã đăng ký kênh của mình và bạn sẽ thấy nhiều cái rất là hữu ích các bạn, nhiều cái cách chọn chim này, nhiều cái mà bạn chưa có ngờ tới các bạn. Đó là con chuè đất à, mình phải nuôi từ con lên nó nhanh hot hơn là chim bổi nè. Rồi ví dụ như con này huyết cô, con huyết cô thì bạn muốn hot hay bạn phải lựa những con da rừng à, các bạn à, huyết cô và tiểu mi mỗi một con nó có một cái cách lựa nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về cái dòng tiểu mi trước. Những bạn nào đang thắc mắc những dòng gì thì để lại bình luận bên dưới, mình sẽ phản hồi bằng những video tiếp theo. Cách lựa con tiểu mi già rừng à, các bạn nhìn hai con tiểu mi này nè, nó không khác gì nhau, nó như một giọt nước các bạn, nó giống nhau y đúc à, như một bản copy. Các bạn thấy không? Không khác gì nhau hết. Nên làm sao để mình phân biệt được con nào già rừng? À, cái đó mới là cái vấn đề. Nếu như nhốt trong học bổi, ở những cái chợ chim, ở những cái tiệm chim, lúc các bạn ra, các bạn mở tiếng máy, nhiều con, thì nó cứ tạch tạch cái đuôi, đó, nó cứ lắc lắc vậy đó, đó. Cái cánh nó chớp chớp, đó, nó ngoắt vậy. Là chứng tỏ đó là con mi nó sung, nó đang còn lửa rừng nhưng mà nó chưa hot nha các bạn, nó chỉ xoay xoay vậy thôi. Đó. Bạn nên lựa những cái con vầy cứ chớp cánh nó cứ nhấp nhấp vậy đó các bạn. Đó. Đó là cái cách lựa những cái con chim tố chất là nó sung chim, nó đang còn lửa rừng, vậy các bạn nuôi nhanh hot. Làm sao để mình biết được con nào già, con nào non? Chỉ có một điểm duy nhất. À, các bạn chỉ có một điểm duy nhất thôi đó. Còn cái con này, con huyết cô màu vàng này thì nó dễ nhận biết hơn, tại nếu mà nó càng già cái ngực nó càng vàng đậm. Còn cái dòng này nó già nó cũng vậy. Chỉ có một điểm duy nhất, bạn nào quan tâm nhớ theo dõi kỹ nha. À, là con tiểu mi này này, khác nhau non và già chỉ có một điểm mà các bạn nhìn không tinh vi cũng rất là khó phát hiện ra. Nhưng các bạn xem xong rồi, các bạn chỉ nhìn vào con chim các bạn biết ngay là con mi già rừng lộm lên. Còn cái dòng này thì nó dễ hơn này các bạn, dòng huyết cô này thì nó dễ hơn đó. Cánh càng đen, đuôi càng đen đậm, ngực càng vàng thì nó càng già đó các bạn. Lựa những dòng chim hot là các bạn nên lựa những dòng chim già, nó hót được nhiều giọng rừng cực hay, tiếng nó trong à, nghe hót cực đã các bạn. Nếu các bạn lựa trúng chim tơ, cái giọng nó rè, giọng không được trong mà nó không có nhiều giọng rừng giống như chim già. Rồi không để các bạn chờ lâu, bây giờ ở đây các bạn nhìn kỹ nha. Con tiểu mi nào cũng vậy, nếu các bạn nhìn có hai con để so sánh, hai con nhốt gần nhau, hoặc là các bạn nhìn trong những cái hộc chứa ở các cái chợ chim, ở các cái tiệm chim, và nhìn vào cái cặp mắt này này. Đó. Nếu mắt con nào có những cái vòng xung quanh này nó rực lửa, có nghĩa là mắt đỏ, là con chim đó già rừng, căng lửa, xương hót, có tố chất, lụm nó. Các bạn, những cái con chim tơ là cái vòng xung quanh mắt này nó nhỏ hơn mà nó hơi màu vàng cam, nó không có rực lửa lên giống như những con già rừng. Có nghĩa là các bạn chỉ cần nhìn qua con nào mắt đỏ là con mi đó là già rừng các bạn, mắt nó đỏ nha. Đó. Nếu mà mình nhìn thoáng qua là thấy mắt nó đỏ, đó, đỏ như cái viên ngói ấy, các bạn,
đó sáng luôn các bạn. Còn nếu các bạn nhìn vào thấy nó màu đen nhiều là nó đang còn tơ chim, nó chưa có già, hồi nào già là mắt đỏ. Bạn phải áp dụng coi phải không? À, nhưng những con mắt đỏ là những con nhát như các bạn. À, các bạn thuần rất là lâu, à, mất thời gian hơn, nhưng mà nó hot thì khỏi chê, có dòng rừng cực hay. Đó là cái bí kíp, những cái gì kinh nghiệm của mình, những cái gì mình đã áp dụng rồi, đã làm rồi, mình chia sẻ lại các bạn. Các bạn xem xong các bạn áp dụng theo, ok, hữu ích, nhớ cho mình một like. Thế hay thì lan tỏa video này rộng đến các bạn bè của các bạn. Bạn nào có những câu hỏi gì, có những mẹo nào hay hơn, để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video ạ. Xin chào ạ.